nói thăm xe này anh nhập là nội địa hả, xem mới anh? Cái xe này là xe đã qua sử dụng. Đấy, nhưng mà nó là hàng sưu tầm của những đại gia. Những chỉ có những đại gia sưu tầm về thì em mua được mà. Nhưng mà mấy xe này cái công km thì xài được khoảng bao nhiêu km rồi? Con xe này mới chạy được 1.800 km. Cái này là hàng chính chính của Nhật luôn à? Đúng rồi, hàng nhập chính ngạch của Nhật luôn. Sang tên của miền Tổ quốc. Vậy là ví dụ mua đó là bao giấy tờ sang tên luôn à? Đúng rồi, mua là bao giấy tờ sang tên. Còn xe này ra là sản xuất năm mấy? Xe này như chiếc này là sản xuất 2002. 2002. Dạ. Chiếc này sản xuất 2002 này. Nếu cái này chiếc này mà quá, nếu cái này giấy tờ này đỏ đầy đủ là khoảng nhiêu tiền? Như chiếc này nếu mà giấy tờ đầy đủ xong xuôi mà chiếc chạy 1.800 km này là khoảng 600 triệu. 600 triệu. 600 triệu. Rồi bảo hành bao lâu? Bảo hành cái này bảo hành 2 năm cũng được. Bảo hành 2 năm. Nhưng mà tại cửa hàng em thì bảo hành 1 năm. 1 năm. Đó, xe thì xe, mới. Xe đẹp quá ha. Như mới. Hôm nay em tắm rửa cho nó sạch sẽ. Xe này nếu mà gặp tôi mua về là tôi chân trong cái tôi coi đó, ấy tôi không chạy đâu, đẹp quá. Đúng rồi, những chiếc xe này là mua về chân. Chân. Là kỷ niệm, nó mới là đẹp. Chiếc xe này là về chân. Nhưng mà cái chỗ anh có đọc cái con chiếc này, chiếc cổ là chiếc con này là tên gì chiếc này? Con này là con Tecno. Được sản xuất 1936 anh. 1936 không? Từ năm 1936 nha. Đó, là rất là hiếm. Nếu mà bây giờ thị trường trên thế giới á. Là rất hiếm trên đầu ngón tay. Trên các nước châu Âu và bên khác nhiều người kiếm mua để chơi nhưng không có. Việt Nam là có một chiếc một nhá. Đọc thế à? Độc nhất Việt Nam có một chiếc một. Nhưng mà chiếc này vẫn còn chạy được hả? Vẫn chạy, nổ máy lên thường vẫn chạy. Ừ, đây sưu tập thằng nhiều quá. Còn cái này là logo của cái gì cái này? Cái này là lúc mà em mê về xe mô tô nên là sửa chữa xe mô tô nên em mới hàn một chiếc. Chào chế này hả? Chế. Ồ, hay dữ vậy trời. Cái này đọc ha. Cái này thuộc kỹ sư chứ gì nữa hả? Đam mê nên làm được nó. Ồ, hay quá, gì ta đang chạy luôn kìa. Đam mê. Ồ, hay quá. Đấy, em giới thiệu còn cái chiếc này giống cái gì lạ vậy? Chiếc này là Monkey. Chiếc Monkey 50. 50. Chưa đổ xăng. Chưa xăng. Cái đó mới luôn hả? Xe này chưa đổ xăng mới. Bản bằng gold limited đó. Ồ đẹp quá vậy ha. Ồ chiếc này cũng vậy luôn. Chiếc này cũng 50 nhưng mà chiếc này bản kỷ niệm 50 năm. 50 năm. Ồ dữ dằn nha. Đây là xe hiếm nhá. Đây là chọn xe hiếm không ha? Xe hiếm, xe siêu tầm. Biển số nó cũng VIP luôn. Ồ biển số dữ vậy? Biển số là dữ rồi nha. Xe đã đẹp nhưng mà biển số nó lại còn phải. Ồ dữ thế. Xe đẹp biển số đẹp nó ghê chứ. Ồ dữ thế à. Là chiếc này, cái này là của chiếc này à? Chiếc này là em đang bán là 550 triệu. Là cố cái bản số chiếc này à? Đúng rồi. Ồ dữ dằn ha. Chiếc này cũng biển số đẹp. Ồ số đẹp đẹp không ta, 86 nha. 86 số đẹp không? Tất cả là xe nhà em là toàn xe đẹp. Xe tuyển chọn. Ồ, xe đẹp quá. Tất cả là xe tuyển chọn. Đó, những chiếc xe đẹp này. Đẹp quá, chừng cao đậm. Sưu tập không okay. Em còn hai chiếc cổ nữa. Em hay muốn không? Em dắt sang cho xem rồi. Không có chiếc thứ hai trên Việt Nam. Xe đó. Hiệu gì? Xe hiệu của Pháp. Tất cả là em mua từ bên Pháp về. Ở Pháp về hả? Nhập khẩu từ bên Pháp về những chiếc xe cổ ấy. Còn những chiếc xe này nó mua ở Việt Nam của những đại gia sưu tập. Đẹp lắm. Đẹp ha. Như mới luôn. Đẹp quá.